Kính thưa đại chúng, làm thế nào mà để chúng ta trở thành cái người thành đạt, thành người chiến thắng? Thứ nhất ấy, là cái người đó phải có cái sự say mê với công việc. Hay ở đây thì gọi là cái niềm đam mê đấy nào. Đam mê, say mê, thích thú, hứng thú với cái công việc, với cái nghề nghiệp, với cái việc mình đã chọn. Đấy là cái đầu tiên. Anh phải say mê, phải hứng thú, phải thích thú, hay gọi là đam mê và nhiệt huyết. Đấy là cái đầu tiên đó. Muốn thành đạt trong lĩnh vực nào thì anh cũng phải say mê và phải thích thú, phải nhiệt huyết với cái đó, phải yêu thích cái nghề đó. Cho nên có những người thì họ phải làm những cái nghề, những cái việc rất là chán nản. Ví dụ như là các cô chú mà làm công nhân vệ sinh môi trường chẳng hạn, phải quét rác, phải chui xuống lòng cống rãnh, phải không? Cái nghề nó rất là bẩn. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ làm vài hôm mà chán thì không thể nào mà thành cái người mà sau này có thể được khen cả, phải không? Hay được bằng khen hay được thành tích cả. Cũng phải say mê, phải yêu nghề. Đấy. Hay là cái nghề văn thư, thế đó đánh máy suốt ngày, phải không? 10 ngón tay đánh máy, lăn trên bàn phím, nó cũng rất là mệt mỏi, đau tay lắm. Thầy nhớ ngày xưa Bác Hồ cũng thế, Bác Hồ cũng học đánh máy và Bác trở thành một trong người đánh máy rất giỏi. Thế thì cũng phải là tự mình tạo cho mình một cái say mê, một cái yêu thích, một cái đam mê. Cái đó là cái đối với người thế gian là họ đặt vấn đề rất quan trọng để cho mình thành đạt trong cái nghề nghiệp của mình, trong cái sự nghiệp của mình. Đấy, phải tạo một cái động lực, một cái sự say mê, một sự yêu thích, một sự đam mê đối với nghề nghiệp, đối với cái việc mình đang làm thì nó mới có thể tốt được. Và nhất là những cái việc mà mình dễ chán nản, việc gì thì làm mãi nó cũng có thể sinh chán. Và thế bây giờ ta làm sao ta khắc phục được cái tâm lý chán nản đấy? Phải tự mình phải rèn luyện cho mình, tự mình phải tạo cho mình cái sự say mê yêu thích trong nghề nghiệp, trong công việc cũng thế. Vì từ cái say mê này nó sẽ sinh ra thêm những cái phẩm chất khác. Mình phải có cái phẩm chất, có cái tính kiên trì vào nhẫn nại chịu đựng đó, trong nghề nghiệp, trong công việc. Thế rồi mình phải có ý chí nghị lực và có cái sự lạc quan đối với công việc. Có ý chí nghị lực, tất nhiên ấy, chúng ta biết ý chí nghị lực nó cũng xuất phát từ những cái động cơ, từ những cái chỗ mình yêu thích say mê này. Thế, và ý chí nghị lực thì nó cũng là một cái phẩm chất trong cái việc thành công. Thiếu ý chí nghị lực là không được. Thế nên mới nói là có chí thì nên vào, có công mài sắt có ngày nên kim là như vậy. Hay Bác Hồ có cái bài thơ mà nghe tiếng giã gạo rồi để ai biết đấy mà. Gạo đem vào giã bao đau đớn mà. Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Đấy là nói về cái ý chí rèn luyện. Từ cái đam mê, cái say mê của mình, rồi mình phải lập chí, mình phải rèn luyện ý chí để vượt qua tất cả trở ngại khó khăn. Rồi người đó phải có một cái đức tính là ham học hỏi, biết vận dụng trí tuệ, biết lắng nghe để tích lũy kinh nghiệm. Đấy, thế người thành công là cũng phải có những cái phẩm chất này: ham học hỏi, biết lắng nghe, biết tích lũy các cái kinh nghiệm và biết vận dụng trí tuệ của mình. Rồi người đó phải có cái tính nữa là quyết đoán, tự tin. Tự tin và quyết đoán đó. Thiếu tự tin, thiếu quyết đoán thì cũng khó thành tựu được. Có những cái lúc mà gọi là những cái giây phút vào hết sức quan trọng, đòi hỏi mình phải quyết định, phải dám ra quyết định. Nhưng mà mình không ra được quyết định, ngập ngừng thì cái thời cơ nó trôi qua, mình không nắm được thời cơ nữa, và lúc chúng ta có thể là mất luôn cái thời cơ đó, không thành công đó. Dân Việt Nam chúng ta qua nhiều cuộc kháng chiến, ta biết có những lúc nó là thời cơ, và tính đến cái thời cơ và nó rất quan trọng. Thời cơ nó không có trở lại cho mình đâu. Đấy, cho nên cái người mà biết nắm lấy thời cơ là cái người có cái cơ hội để thành công. Rồi người đó phải có cái tính ý thức kỷ luật cao và có cái tính tập trung trong công việc, có ý thức kỷ luật cao. Đã. Cho nên cũng có cái câu người ta nói đấy, kỷ luật cũng là gì? Là mẹ của thành công.
Nếu không có tính kỷ luật, người ấy không thành công, không thành đạt. Thưa đại chúng, một con người mà vô tổ chức, vô kỷ luật, không có kỷ luật đối với kể cả bản thân, không thể thành công được. Thưa đại chúng, bạ đâu hay đó mà vui đâu chầu đấy, một người như vậy không thể nào thành công được trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào. Cái người gọi là bừa bãi, không có tính kỷ luật, không có ý thức kỷ luật, đó, không có kỷ luật của bản thân. Chân kỷ luật ấy, nó cũng dẫn đến thành công. Cái người có kỷ luật thì người đấy cũng sẽ có ý chí. Nhưng cái phẩm tính này nó thường tương tác với nhau, nó liên hệ với nhau. Cái người có ý thức kỷ luật thì người đấy cũng thường có ý chí, thường có chí nguyện. Còn người vô tổ chức, vô kỷ luật, bừa bãi thì người đó thường không có chí nguyện, không có ý chí. Đó, đại chúng, những cái phẩm chất tốt nó thường nâng đỡ với nhau, nó đi cùng với nhau, thưa đại chúng, nó thế đấy. Rồi người ấy phải biết là làm bạn với người tốt, và tìm những người tốt mình chơi, mình sẽ được người ta giúp đỡ mình, học hỏi được từ họ rất nhiều. Rồi biết học theo gương các bậc đã chiến thắng, những người đã chiến thắng. Và cho nên chúng ta trong cái việc giáo dục con em thế, nên cho con cháu chúng ta tìm sách của các cái bậc thành đạt, những bậc vĩ nhân cho các cháu đọc, những anh hùng, những vĩ nhân, những người thành công thành đạt trong xã hội cho các cháu đọc, để các cháu noi gương đấy mà phấn đấu. Nghe không? Noi gương đấy phấn đấu. Ví dụ như thầy Thái Minh thế, hồi bé thầy Thái Minh rất yêu thích hình ảnh của Bác Hồ, rất là yêu thích, thích lắm đó. Có lần mà thầy nhớ hồi học đại học rồi mà lại rất thích nghe thấy cái bài thơ mà áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường, là bài thơ Tô Hữu mà tả về Bác Hồ, mà thầy cũng thích sao mình có cái áo nâu mà có mặc quần áo nâu như Bác nhỉ, ước áo như vậy. Mà không ngờ sau này đó lại là cái duyên để mình đi tu đấy, tức đại chúng. Nhưng mà đấy, tức là thầy nói là những cái hình ảnh, những cái con người mà để cho mình làm gương cho mình noi theo đấy, nó cũng rất có tác dụng để cho chúng ta tiến lên và rèn luyện mình. Đấy, cho nên chúng ta có thể chọn cho con em mình vào những cái tấm gương sáng để cho con em nó noi theo, nó học. Đó. Rồi phải có một cái tinh thần không sợ thất bại, không bao giờ bỏ cuộc. Đấy, cái người mà thành công là không sợ thất bại, chấp nhận thất bại. Và đương nhiên trên con đường đến thành công, không thể nói rằng chúng ta không vấp ngã, không thất bại, không đổ ngã, không có. Và có khi phải thất bại nhiều lần rồi mới có một lần thành công, và mới thành công lớn được. Cho nên cái người mà để đạt được thành công thì phải có cái tinh thần không sợ thất bại, không bỏ cuộc, không thối thất. Nghe không? Thối thất gọi là hỏng thua keo này, ta phải bày keo khác, bày keo khác. Cái người phải như thế đấy, dai dẳng như vậy, kiên trì như vậy mới được. Chứ thua một cái là thối thất luôn, bỏ cuộc luôn, thì người này cũng khó mà thành đạt được. Khó, cái cơ hội thành đạt nó sẽ không đến nữa. Rồi, người đó phải thành thật với bản thân mình và thành thật với người. Đấy, đối với mình phải thành thật với chính mình, và đối với người cũng phải thành thật. Các nhà xã hội học người ta cũng đã tổng kết rồi. Những cái người mà người ta trung thực với chính mình và trung thực với mọi người, người ấy dễ thành đạt. Thế còn những cái người mà mưu mô xảo trá, lừa đảo, sống với bạn, với bè, với anh em thế, gian dảo, thì người đó khó thành công được, khó thành đạt và thành đạt sự nghiệp lớn được là khó. Vì mình sẽ không có bạn, mình không chân thật, không chân thành với ai cả, thì làm gì có ai chân thành với mình, ai giúp đỡ mình. Không có, sẽ không có những người bạn tốt. Đối với Phật giáo chúng ta thì cũng thế, cái người mà chân thật ấy, thì người ấy sẽ có người giúp đỡ, có người phù trì. Chứ còn mình giả dối, phải không? Mình gian dối, giả dối, lừa lọc, thì dần dần tất cả những người tốt ta xa lánh mình, không ai muốn giúp mình nữa. Đó, cho nên ở đây trong một cái yếu tố mà các nhà xã hội học ta nêu đó là sao? Cái người này phải có đức tính thành thật với bản thân và thành thật với người khác nữa. Đó, cái này rất phù hợp với đạo Phật chúng ta. Nghe, con người trung thực, chân thành,
Đấy là một trong những yếu tố để người này có thể thành công, để thành đạt. Rồi người này phải có cái tinh thần phục vụ một cách rất tận tâm, phục vụ tha nhân. Đấy, chúng ta thấy trong hoạt động trong các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực bây giờ mà doanh nghiệp và sản xuất như thế, thương nhân như thế, nếu mà một người có cái tinh thần phục vụ thật sự và biết vì lợi ích của khách hàng, của người tiêu dùng thôi, nghĩ mọi cách như thế thì mình sẽ được người tiêu dùng ta ủng hộ. Đấy, mình làm ra cái hàng thật sự có chất lượng, sản phẩm mình có chất lượng và đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đấy cũng là thể hiện cái tinh thần phục vụ đấy. Cái dịch vụ của mình thật là tốt thì tự nhiên người ta sẽ đến với mình thôi. Nhất là trong cái thời đại này và thị trường như bây giờ, thầy nghĩ thế, buôn bán thế, nếu giả dối, gian xảo, khó mà được lâu bền. Còn chúng ta một lòng thật sự có cái tinh thần phục vụ mọi người mà làm nghề nào cũng thế, nhất là trong những cái nghề mà dịch vụ đấy, có tinh thần phục vụ thì người đó rất dễ thành công. Chứ còn mình không có tinh thần phục vụ, chỉ có tính cách là lừa để lấy tiền của người thì khó mà thành công được lắm. Chỉ được một vài lần thôi, thưa đại chúng. Đó. Cho nên những cái doanh nghiệp mà họ đúng cái tinh thần phục vụ, họ phát triển được rất tốt, chính là do cái tâm của mình mà sinh ra, nó sinh ra cái phúc cho mình, cái lộc cho mình. Đó. Thế nên các cụ mới nói có phúc có đức mặc sức mà ăn là như vậy đấy. Chúng ta phải nhớ cái điều đó, cái đó không sai chút nào đâu. Đó. Không sai chút nào. Và người đó phải biết quan tâm đến sức khỏe, biết rèn luyện sức khỏe của bản thân. Đương nhiên cái điều này là điều rất quan trọng. Đại chúng thấy một cái người mà ốm o bệnh hoạn thì khó mà thành công thành đạt trong bất kỳ lĩnh vực gì, đúng không? Thân thể tiều tụy, suốt ngày bệnh hoạn, ốm đau, làm sao mà thành đạt được? Đó, đây là những cái tiêu chí mà các nhà xã hội học người ta tổng kết. Thì kính thưa đại chúng, ở thế gian người thành công, người thành đạt, họ có những cái phẩm tính này. Nhưng với đạo Phật chúng ta nhìn thì chúng ta biết vào bên cạnh những phẩm tính đấy, người đó phải có gì? Phúc báu. Có đủ tất cả những cái phẩm tính này, nhưng mà thiếu phúc báu thì vẫn chưa được. Chính cái phúc báu nó nâng đỡ chúng ta rất nhiều. Nhưng thường những người có phúc báu thì họ cũng lại thường có những cái phẩm tính này. Tại vì phúc báu của họ là sao? Tiền kiếp họ cũng phải rèn luyện như thế này rồi mới có phúc báu được. Họ cũng biết xả thí, họ cũng không biết tham lam ích kỷ, họ cũng phải biết, phải có ý chí lắm, bỏ được một đồng ra cũng phải thắng mình lắm đấy chứ. Thường là chúng ta thì ích kỷ tham lam, chẳng muốn cho ai, nhưng mà ta thắng được cái lòng mình ấy, thì chúng ta cũng phải cố gắng đấy. Nhất là khi mình nghèo, mình đang nghèo mà bố thí được, mà cúng dường được, làm sự cố gắng, làm sự cố gắng. Thế thì những cái người mà kiếp này họ có phúc báu để họ thành công thành tựu trong sự nghiệp thì biết rằng kiếp trước họ cũng phải rèn luyện, họ cũng phải có những cái phẩm tính tốt rồi. Thì thưa đại chúng, thì ở trong đời chúng ta thấy có những người thì họ thành đạt rất sớm, và có những người thì thành đạt muộn, và có khi có những người cả đời không thành công, sự nghiệp không thành đạt cái gì cả. Thế thì cái đó là sao? Thì đương nhiên chúng ta biết đấy, là người này đã hội tụ được những cái yếu tố của thành công chưa? Và nếu hội tụ đủ thì cơ bản người này là sẽ thành công đấy. Và người ta sớm hội tụ thì người ta sẽ thành công sớm. Thế và chúng ta biết đấy, như là nhà bác học Edison cũng nói đấy, 99% thành công của tôi ấy, là do mồ hôi và nước mắt. Chỉ có 1% á là trời phú thôi. Và ý của ông ấy nói sao? Cái phần gọi là may mắn đó, đó là 1% thôi, còn lại là 99% là chúng ta phải tự mình phải rèn luyện, tự mình phải phấn đấu, tự mình phải cố gắng, nó mới thành công. Ý là cái chỗ này là như vậy. Đấy là thầy nói cái việc ở đời mà chúng ta thành công sớm hay muộn hay chẳng thành công, cái đó đều là do chúng ta cả, không đổ lỗi tại ai, và không đổ lỗi tại hoàn cảnh. Chúng ta thất bại cũng không đổ lỗi tại hoàn cảnh,
tất cả mọi cái nó ở nơi chúng ta. Đấy, đệ tử Phật chúng ta phải biết cái điều này, để xoay về chính mình, để sửa mình, để bù đắp những cái còn khiếm khuyết của chính mình. Đấy mới thật là cái người biết đạo, biết đạo lý, không đổ lỗi tại hoàn cảnh,